kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng. Xin chào anh chị, chúc anh chị có một ngày mới tốt lành. Quý vị thân mến, khi nhắc đến biệt thự khu Kiều Đàm, quận 7, hẻm 793 và 791 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, thì ai cũng biết được khu vực này là khu có vị trí đắc địa chiến lược gần các quận trung tâm và giáp ranh nhất với quận 4, quận 8 và khu Trung Sơn. Khu Kiều Đàm có những quỹ đất rộng, các con hẻm xe hơi lớn thoáng mát, khu dân cư thoáng đãng và an ninh, nên được các doanh nhân thành đạt, các đại gia, các tướng quân đội cấp bộ, các ca sĩ diễn viên người nổi tiếng, lãnh đạo cấp cao chọn làm nơi sinh sống. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị chính là căn nhà hẻm xe hơi tọa lạc tại khu dân cư Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bất động sản đang rao bán có các thông tin cơ bản như sau. Diện tích căn nhà chiều ngang 5m, chiều dài 19m, xe hơi đậu trong nhà. Hiện trạng căn nhà là một trệt, 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 toilet và đầy đủ nội thất, pháp lý sổ hồng đầy đủ có thể sang tên ngay. Ngoài ra, khu đất còn có đường lộ giới 8m, rộng rãi xe ô tô vào tận nơi, cho nên rất thuận tiện để di chuyển và đi lại. Mùa mưa cũng không còn là vấn đề quá nghiêm trọng. Có nhiều lý do và thuận lợi để bạn chọn hoặc tìm hiểu mua bán nhà quận 7 khu Kiều Đàm, vì đây là khu dân cư phức hợp, có vị trí chiến lược, hoạt động kinh doanh và thương mại phát triển. Khu vực tập trung đông dân cư với thị trường nhà đất sôi động. Kiều Đàm là khu dân cư hiện đang có quỹ đất rộng, tập trung đông dân cư, và khu này rất nhiều doanh nhân, người nổi tiếng lựa chọn an cư và đầu tư. Là khu dân cư cao cấp, vị trí ngay trung tâm quận 7. Tiếp theo đó là Kiều Đàm là khu dân cư có an ninh rất nghiêm ngặt. Các tuyến đường ở đây đã được gắn camera quan sát mọi góc đường. Cách 100m là có chốt dân phòng túc trực thường xuyên. Hàng tháng, mỗi hộ gia đình ở đây đều tham gia đóng phí an ninh là 200.000 trên một hộ một tháng. Trước mắt quý vị có thể thấy, đây là siêu thị Lotte Mart quận 7. Từ vị trí căn nhà di chuyển sang Lotte chỉ mất 3 phút đồng hồ. Bên cạnh đó cũng có những khu mua sắm và vui chơi như SC Vivo City, Big C, Copmark, trung tâm thương mại Crescent Mall hay Park Sun Paragon. Vị trí căn nhà gần chợ, thuận tiện mua thức ăn hàng ngày luôn tươi ngon. Căn nhà cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng chỉ 5 phút di chuyển, tập trung nhiều hoạt động quốc tế, nhiều tiện ích cao cấp. Khu này cách trung tâm thành phố chưa tới 10 phút xe máy, khoảng 5 phút tới quận 4 qua cầu Kênh Tẻ, đi quận 8. Khu Trung Sơn chỉ mất 5 phút qua cầu Him Lam hoặc hướng cầu Nguyễn Văn Cừ. Di chuyển nhanh, an toàn, ít tình trạng kẹt xe. Giao thông làm tăng giá trị bất động sản khi cầu Nguyễn Khoái nối qua quận 4 hoàn thành, mở ra một làn sóng mới khi chọn đầu tư bất động sản. Hệ thống tiện ích, các công trình dân sinh xã hội hoàn thiện, đáp ứng được mọi nhu cầu cuộc sống hàng ngày của quý khách. Mua bán nhà đất khu Kiều Đàm quận 7 gần trường học các cấp, trường đại học lớn, trường quốc tế. Rất nhiều trường chuẩn liền kề khu Kiều Đàm để quý khách lựa chọn cho con em. Vào có các trường đại học lớn như trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Marketing, Đại học Cảnh sát và Đại học RMIT. Một số trường quốc tế như trường Vistar, cách nhà khoảng 3 phút, hệ thống trường quốc tế liên cấp Nam Sài Gòn, Hàn Quốc, trường song ngữ Canada, Nhật Bản, có khu vui chơi Viettopia. Đây là khu vui chơi trong nhà lớn nhất. Nhiều trò chơi thực nghiệm cho con bạn có điều kiện học hỏi và phát triển, là không gian cho con nhỏ học hỏi, vui chơi và kết bạn. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng hướng vào màn hình để xem lại những hình ảnh được ghi hình xung quanh vị trí mà bất động sản đang chào bán. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn về lô đất này, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0918 089 169 để được tư vấn chi tiết hơn. Cuối năm bán đất mua nhà, nếu cần giao dịch cứ qua bên mình. Dịch vụ chăm sóc tận tình, nhà sinh đất đẹp lại rinh quà về. Chúc quý anh chị một ngày mới vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại!